Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa thôi. Như vậy Ngọc Sơn hiện tại đang rơi vào nhóm nguy hiểm cùng với hai thí sinh còn lại. Và bây giờ tiếp theo sẽ là một thí sinh phải hết sức cố gắng để kiếm được số điểm cao từ ba vị giám khảo của chúng ta. Và xin mời Minh Thảo. Tuần này thực sự rất là áp lực bởi vì tụi Thảo phải thi đến hai bài. Tại vì mình không phải chuyên nghiệp, thời gian tập thì lại rất là gấp nữa, mà phải tập hai thể loại khác nhau. Bây giờ đang cảm giác rất là lưỡng lộn trọng tác của bài này qua cái bài kia. Thế nên giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm vừa rồi tập thì Thảo bị ngã xuống và anh Hải đã bị đập đầu xuống đất vì cái vai mình còn yếu và không đỡ nổi anh Hải. Cái cảm xúc bây giờ thật là khó tả, bởi vì rất là mừng vì mình đi được đến đây, và còn lo hơn nữa là bởi vì bây giờ đã bắt đầu các bạn ai cũng tiến bộ hơn rất là nhiều và bài nhảy ai cũng hay hết. Chính vì thế Thảo nghĩ là mình cần cố gắng nhiều nhiều hơn nữa, mong là sẽ đem đến được hiệu quả cả. Nữa dành cho Minh Thảo và Lâm Vinh Hải. Và bây giờ là nhận xét đầu tiên của giám khảo Trốn Huy Trần, xin mời anh. Bài này nó rất là sáng tạo vì mình thấy rõ ràng là nó kết nối với cái bài đương đại, và anh thấy cái câu chuyện này lúc mình ghép hai cái bài kế bên nhau nó rất là hay, và mấy cái động tác tụi em làm và khi khách tụi em thể hiện I feel so happy. Yeah. Nhưng anh có một cái anh muốn nói. Cái chữ nhân này làm cái động tác dây. Đẹp lắm, anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Trời đất ơi, tôi tính nhào vô tôi nói rồi đó. Ông mà chê là tôi nhào vô tôi nói liền. Được. Cái đó là cái sáng tạo à, và sử dụng cái sợi dây ở trên người đó mà các bạn tạo rất là nhiều cái hình rất là đẹp. Đẹp lắm à, luôn. Rất là đẹp. Rất đẹp. Yeah. Ông khen người ta mà ông làm hết hồn mà. Nguy hiểm dễ sợ đó, rất là nguy hiểm chứ đâu phải. Em quá nguy hiểm Huy ơi. Đây đã từng là một cái sáng tạo của anh John trong cái bài MV Đừng Bó Rối của chị Phương Vi. Bài cho cố rồi quên. Thì em, tại vì em lấy bài này thì em cũng có tìm hiểu và em thấy cái đó một cái đó gì đó rất là hay và nó cũng hợp với idea của em nên em có lấy một tí. À, thì tôi bỏ qua. Chứ nếu ông nói ông nhớ mà ông giả bộ là tôi nghĩ ông nhắc lại để ông khen ông. No. Tại lúc đó. Xin anh John một lần thật lòng với lương tâm. Là sao? Là em có nhớ cái động tác đó là của em không? Sao không nhớ được? Là mỗi ngày mình phải dựng bài mới thì sao nhớ được? Mình chỉ thấy nó rất là sáng tạo và hay, đúng không anh? Trời ơi trời. Yeah. Anh bên vực em. Okay. Xin mời. Anh Đàm Vĩnh Hưng. Tuyệt vời. Yeah. Hết vậy anh? Hết vậy thôi. Em thích nhất anh. Em cũng vậy. Xin cảm ơn anh. Trời, thích. Thích mà cũng có hùa nữa hả? Em hãy dành cái sự thích này cho Trường Giang. Con tim em không biết nói dối. Xin lỗi anh Giang. Không có gì đâu em. Tất cả đã muộn màng rồi. Anh là người đã có gia đình. Ôi giời. Và bây giờ chúng tôi
Như thường lệ, tạm thời chưa công bố số điểm của ba vị giám khảo. Mời hai bạn lên cân. Minh Thảo, cân nặng cũ 75,5 cân. Cân nặng tuần này 74 cân, giảm 1,5 cân, tương đương 2%. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhảy rất đẹp.